chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cuốn sách Thời Diện Trần của tác giả Nguyễn Đăng Kỳ. Thì mình đã có ý định giới thiệu từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian để mình giới thiệu với các bạn. Cái cuốn sách này thầy in từ năm 2016. Thì mình trực tiếp là người soạn, sửa và đánh máy cho thầy. Và cái lời tựa này là do mình viết để mình giới thiệu sách cho thầy. Thì như các bạn đều đã biết thì thầy Nguyễn Đăng Kỳ á, là đã tiếp xúc với Diện Trần từ những năm 2000. Đến giờ là thầy đã 19 năm làm Diện Trần rồi. Từ đó đến đây đến giờ là thầy vang danh 47 về cái cách mà ứng dụng phương pháp của thầy Bùi Quốc Châu để chữa cho hàng ngàn người rồi. Một ngày làm việc của thầy có khi kéo dài từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối. Nhưng mà thầy lúc nào cũng rất là vui vẻ và niềm nở. Thầy chữa được rất nhiều ca bệnh và thành công mà gây ra sự ngạc nhiên, bất ngờ cho rất là nhiều người, kể cả trong giới chuyên môn y học và cho người dân. Đó, thì trong cái cuốn sách này thầy khổ A4 và già cái độ dày của nó là 137 trang. Thì trong cái cuốn sách này thầy có trình bày rất là nhiều phác đồ, từ cái chữa cận thị bằng Diện Trần này, rồi đến chữa mắt lác này, chữa bệnh tâm thần này, chữa suy huyết dưới da này, rồi chữa chấn thương cột sống này, chữa cận thị này, chữa bệnh bại não này, chữa đục thủy tinh thể này, vân vân và vân vân. Trong cuốn sách này thầy viết rất là chi tiết về cái cuộc đời của người làm Diện Trần. Thì trước giờ các thầy thì rất ít khi là tự sự về cái hàng ngày các thầy làm việc ra sao ấy, kinh nghiệm thế nào. Thì thầy Nguyễn Đăng Kỳ không ngần ngại chia sẻ những cái kinh nghiệm mà thầy đã đạt được trong 18 năm. Trên cái quãng đường đi của thầy cũng rất là nhiều khó khăn và chông gai. Ví dụ trong cái bài suy ngẫm về Diện Trần và 10 năm rào cản này, thì thầy có nói rõ về cái quá trình thầy làm việc và chữa cho bệnh nhân Diện Trần. Mới đầu thầy cũng chỉ là một cái người bộ đội xuất ngũ thôi, bộ đội chuyên nghiệp thôi, về đến địa phương. Sau đó thầy được đi học Diện Trần do trực tiếp thầy Bùi Quốc Châu tác giả phương pháp ấy, dạy hướng dẫn ở Thái Bình 3 ngày. Sau đó thầy về thầy chữa. Thầy chữa đâu tháng đó, chữa cận thị khỏi cận thị, chữa đau lưng khỏi đau lưng, chữa tâm thần khỏi tâm thần. Cứ thế là thầy cứ thế thành công dần và nhà thầy đông dần đông thần. Đến giờ là cứ mỗi hè về các bạn mà về nhà thầy thì phải đến là 300 lượt cháu một ngày chữa về bệnh cận thị. Và những ngày đấy các bạn về sẽ phải đặt trước, chứ còn không có chỗ để dành cho các bạn. Mà chủ yếu là thầy dành những ngày hè để chữa cho các bệnh nhân cận thị mà thôi. Trong cái cuốn sách này, cái bài thứ hai á, là thầy có nói rõ về chữa cận thị bằng Diện Trần. Nếu mà bạn nào có ý định mà muốn chữa cận thị tốt ý, thì đọc kỹ bài này. Thì thầy có trình bày rất là kỹ các bước khám, các bước chẩn đoán, rồi thầy suy nghĩ thế nào, thầy đưa ra phác đồ thế nào để chữa cận thị. Thì trong này có cái phác đồ chữa cận thị này, rồi các bước trình tự chữa thế nào, ấn như thế nào, rồi day, rồi tác động, rồi massage hơn hay cứu. Thì thầy viết rất là kỹ ở đây. Thì các bạn nên đọc cái bài viết của thầy ở đây. Rồi thầy có nói là những cái tình huống phức tạp trong chữa cận thị, tại sao nhiều người chữa lại không khỏi. Thì thầy có nói ở trong cuốn sách này, nó còn do rất nhiều nguyên nhân kèm theo cận thị nữa, chứ không chỉ mỗi là bệnh cận thị không. Đấy. Thầy trình bày rất là nhiều cái trường hợp điển hình và những cái trường hợp mà thầy đã chữa ở trong cuốn sách này. Rồi tiếp theo thầy chữa mắt lác. Thì mắt lác thì là một cái bệnh cũng hay gặp ở cái tuổi nhỏ. Tuy nhiên thì thầy chữa cũng rất là thành công và thần kỳ nữa. Có những cái bệnh nhân đến nhà thầy chỉ bấm nó khoảng một lần là hai mắt nó lại bằng lại nhau. Đấy, nó rất là kỳ diệu, rất là lạ lùng. Thì trong này thầy có trình bày rõ các lác ngoài, lác trong, lác ngưỡng thiên, lác ngưỡng địa như thế nào. Đó. Lác nhá, vừa rồi là mình nói về lác đấy bạn nhá. Rồi chữa tâm thần này. Chữa tâm thần thì người ta cứ nghĩ rằng tâm thần rất là khó chữa, mà tại sao lại có thể bấm huyệt chữa được. Thì thầy chỉ cũng đã chữa cho rất nhiều trường hợp thành công. Tâm thần phân liệt dạng trầm cảm này, rồi tâm thần dạng cuồng này. Đấy. Trong này thầy cũng trình bày rõ các phác đồ mà thầy đã chữa cho mọi người thành công rồi. Rồi những cái bài thơ mà những cái bệnh nhân mà đã khỏi bệnh rồi gửi cho thầy. Đây là hình ảnh của các bệnh nhân. Đó. Rồi những bài thơ của bệnh nhân này. Đấy. Rồi chữa sốt huyết dưới da bằng Diện Trần các bạn ạ. Đấy, thầy có nói cái bệnh này cũng hay gặp, thì thầy chữa bằng Diện Trần cũng rất là thành công. Các phác đồ cũng thầy cũng trình bày rõ các bước ở đây. Đấy, rõ các bước ở đây. Thì khi mình biên soạn cho thầy, mình đã chỉnh trang lại rồi, mình đã gõ lại rồi, mình đã sắp xếp lại câu chữ cho nó ổn, trình bày nó rất là rõ ràng thế này.
Rồi diện chẳng là thế, thì thầy trình bày cái trường hợp mà thầy chữa bệnh bó thác, tức là bệnh đi giật lùi đấy. Rồi lưu niệm độc đáo, thầy trình bày về cái ca phác đồ thầy chữa phù thủng. Đó. Sách là in khổ A4 nha các bạn nhé, nó rất là to và rõ. Rồi tiếp theo là chữa chấn thương cuộc sống. Đó. Rồi gần nhà xa ngõ, bài này viết về cái quá trình mà đấu tranh tư tưởng của thầy, rồi đối với những cái bệnh nhân mà cùng làng xã với thầy thì trước những năm trước thì người ta không tin thầy, người ta nói rằng ông Kỳ này không được học hành bài bản gì, cũng không có trình độ gì mà về dám chữa bệnh, đi học có 3 ngày thôi. Đấy, người ta không tin, sau dần dần là người ta mắc bệnh, cuối cùng là người ta phải tin thầy và người ta đến chữa. Thì thầy nói rằng ấy, những cái phác đồ thầy trình bày trong này ấy, có thể nó lỗi thời, nhưng mà cái cách tư duy, cách chẩn đoán, cách khám cho bệnh nhân và cách tiếp xúc, cách ứng xử với bệnh nhân thì cái đấy là mọi người cần phải học hỏi. Đấy, dẫu sao thầy đã có kinh nghiệm 19 năm làm diện chẩn rồi. Đấy, tiếp theo thầy trình bày cái phác đồ ba đục, đục thủy tinh thể này, đục nhân mắt này, đục giác mạc này. Đấy. Rồi một số những cái trường hợp bệnh khác nữa thầy có trình bày đây. Thầy được tặng rất là nhiều bài thơ. Rồi trường hợp chữa bệnh bại não liệt tứ chi, các bạn cũng đọc chi tiết trong cuốn sách này, có các phác đồ, rồi các trường hợp cụ thể thầy đã làm rồi. Đây là các phác đồ. Mình đã in cuốn này rất là nhiều lần, suốt từ năm 2016 đến giờ. Ban đầu là từ năm 2015 đến giờ đã 4 năm rồi. Mà ai chưa đọc diện chẩn, chưa đọc diện chẩn mà cầm cuốn sách này của thầy mà đọc là sẽ mê ngay. Bụt chùa nhà, thầy nói về cái quãng thời gian thầy làm diện chẩn mà bụt chùa nhà không thiêng ấy. Sau một thời gian dài thầy cống hiến thì thấy từ xa dội về, tiếng lành đồn xa trước, người ở xa đến trước, sau đó là người ở gần thì mới tiếp theo đi học và đi làm diện chẩn. Rồi đến cái phần phúc trùng lai này là thầy viết về cái bài chữa thoái hóa cột sống do nồi đĩa đệm, là có các phác đồ ở đây. Rồi chữa viêm kết mạc, viêm giác mạc. Mình nghĩ đây là cuốn sách đáng để tham khảo, để cho các bạn mà có thêm cái kinh nghiệm, để chúng ta mà sau khi đã nắm những cái căn bản của diện chẩn rồi thì các bạn đọc thêm cuốn này. Cuốn này coi như cuốn thực hành, cuốn thực hành đấy, cuốn mà mình đọc nâng cao thêm để mình thực hành, mình chữa cho bệnh nhân nó được hiệu quả nhất. Đó, thì chúc các bạn tiếp thu được những cái kiến thức mà thầy đã phổ biến và ứng dụng thành công cho bệnh nhân. Chúc các bạn thành công.